Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của Tuấn Motor nha. Hôm nay Tuấn Motor tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc xe dòng xe Yamaha FZS nha, 150 nha. Dòng xe nhập khẩu từ Indo nha. Yamaha FZS 150 nha. Dòng xe nhập khẩu từ Indo nha anh em, xe là nguyên zin nha. Xe này được chủ sử dụng rất là kỹ luôn, mới thay vỏ trước vỏ sau, thay nhôm sinh đĩa luôn. Thay nhớt rồi luôn, rất đầy đủ nha anh em, rất là hay, sử dụng rất là kỹ nha. Máy móc là nguyên zin 100% nha, chưa sửa chữa nha, chưa mở bất cứ cái gì nha, không, xe là xe nguyên zin nha, không có độ chế gì nha anh em. Đó. Xe còn rất là bén, cực kỳ đẹp luôn. Màu này là rất là đẹp nè, FZS nha, FZS 150 của Yamaha. Đó, dòng xe nhập khẩu từ Indo. Mấy dòng xe này cực kỳ bền luôn, mấy dòng xe này chạy đường xa rất là tốt luôn. Vậy mấy dòng xe này rất thích cho anh em đi phượt nè, đi đường xa đó, rất là lợi xăng mà cực kỳ bền nữa. Yamaha FZ thì ai cũng biết rồi đó, dòng xe này chạy rất là mạnh nè. Vỏ trước vỏ sau nhôm trên đĩa, tay nhớt thay đồ rất là đầy đủ luôn nha anh em, còn rất là đẹp. Mà giá của nó là cực kỳ dễ thương luôn, giá chỉ có 2 mấy triệu thôi, giá chỉ có 26 triệu, cực kỳ dễ thương cho anh em chơi. Đó, Yamaha FZS 150 giá chỉ có 26 triệu, quá rẻ cho anh em luôn. Dòng xe này cực kỳ bền, vỏ trước nè, dòng xe FZS thì rất nhiều người biết đến. Đó. Máy móc nguyên zin. Mà giá của nó cực kỳ dễ thương luôn, giá chỉ có 26 triệu thôi. Em sẽ test tiếng máy nổ lên cho anh em nghe, máy cực kỳ êm nha. Máy rất là êm, máy dòng xe này chạy cực kỳ mạnh luôn. Nghe máy không? Nghe dòng xe này máy móc thì khỏi phải suy nghĩ, máy là nguyên zin 100%, chưa sửa chữa. Vô bọc là nguyên zin hết nha, xe này là nguyên zin nha, không có độ chế gì hết nha. FZS 150 vỏ sau vỏ trước gì là mới thay hết, nhôm trên đĩa mới thay luôn, nhớt nho rồi thay mới hết luôn, rất là ok. Anh em nào mua thì liên lạc cho anh theo số điện thoại là 0369 nha, 669-659 nha, hoặc tới địa chỉ cửa hàng là 262 đường Văn Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nguyên zin hết này. Bô đồ gì là còn nguyên zin hết nha, chưa có sửa chữa, chưa làm gì hết.